Vì sao vỏ những chai bia luôn có màu xanh hoặc nâu? Sản xuất bia là tác phẩm của người Ai Cập cổ đại từ hàng ngàn năm trước. Đến thế kỷ 19, bia đóng chai mới xuất hiện lần đầu tiên và bày bán trên thị trường. Những người ủ bia rượu nhận ra rằng thủy tinh sẽ giữ cho bia được tươi lâu hơn và bảo quản tốt hơn để làm hài lòng khách hàng. Những vỏ chai bia đầu tiên được sản xuất từ thủy tinh trong suốt, nhưng khi đặt chúng dưới ánh nắng mặt trời sẽ ảnh hưởng xấu với loại đồ uống này. Lượng bia còn lại trong những chai thủy tinh trong suốt có mùi khó ngửi, giống như mùi trồn hôi, không còn là thức uống thơm ngon, bổ dưỡng. Mùi hôi này xảy ra vì thủy tinh trong suốt cho phép tia tử ngoại thâm nhập vào đồ uống và làm thay đổi hương vị bia. Do vậy, giải pháp đưa ra là sử dụng các chai thủy tinh có màu xanh hoặc nâu đậm. Màu tối hơn sẽ chặn các tia UV gây hại, giúp bảo quản tốt hơn và giữ bia không có mùi hôi. Ngày nay, bạn có thể tự hỏi tại sao các chai bia có nhiều màu xanh hơn màu nâu. Đến năm 1930, người ta phát hiện ra nếu dùng vỏ chai có màu đậm hơn nữa để như màu nâu đến sẽ hạn chế tốt hơn sự hấp thụ ánh sáng, từ đó ngăn bia không bị biến chất, mất hương vị. Nhưng rồi sau Thế chiến thứ hai, nhu cầu cũng như chi phí sản xuất vỏ chai màu nâu tăng quá cao. Điều này khiến nhiều nhà sản xuất quyết định quay về sử dụng vỏ chai màu xanh đậm.